Còn dự luật nhân quyền Việt Nam thì sao? Hạ viện đã nhiều lần thông qua, Thượng viện đã nhiều lần gác lại. Lần này thì sao? Tôi có cảm tưởng Hạ viện và Thượng viện không đồng quan điểm với nhau. Well, no. Remember how the Senate works. The Senate, one senator can stop you. Okay? The House is not that way. In the House we have passed. Không đúng như vậy đâu. Bên Thượng viện chỉ cần một thượng nghị sĩ thôi là đủ để dự luật không được đưa ra thảo luận. Hạ viện đã thông qua dự luật này hai lần và sẽ thông qua một lần nữa, và như thế, trở ngại là ở phía Thượng viện. Tôi nói rõ cho ông biết là bên Thượng viện có hai nghị sĩ không đồng ý là ông John McCain và ông John Kerry. Cả hai đều nói không. Một ông Cộng Hòa, một ông Dân Chủ, cả hai từng chiến đấu ở Việt Nam, một người từng bị bắt làm tù binh, ngồi tù 6 năm rưỡi trong trại tù Houston. Lần này, tình hình dường như khác. Tôi nghe nói là cả hai ông không phản đối, không tìm cách gác lại dự luật. Tôi nghe nói như thế. Vấn đề còn lại là chúng tôi phải trình bày với tất cả các vị thượng nghị sĩ, phải vận động họ ủng hộ, và tôi tin nếu có được đa số ủng hộ, lần này dự luật sẽ được thông qua. Tôi có nói chuyện với bà chủ tịch Nancy Pelosi, bà chủ tịch bảo là sẽ thông qua. Sau đó tôi và một số đồng viện sẽ đi sang thượng viện nói chuyện với ông McCain và ông Kerry, trình bày cho hai ông biết tầm quan trọng của dự luật này, quan trọng cho nước Mỹ và cho nhân dân Việt Nam. Thưa, sắp tới đây bà có kế hoạch đi thăm Việt Nam hay không ạ? Will they give me a visa anytime soon? There is the question. Well, I'm don't tell them yet, but yes, I'm going to try and you know, sắp tới đây phủ Việt Nam sẽ cấp visa cho tôi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ tôi chưa muốn họ biết bao giờ thì tôi sẽ đi Việt Nam. Có thể tôi sẽ sắp xếp để cùng đi với bà Ngoại trưởng Hillary Clinton. Nếu đi với Ngoại trưởng Clinton thì họ sẽ không ngăn cản tôi. Còn nếu không thì có thể họ sẽ tìm cách ngăn cản việc tôi muốn tiếp xúc với những nhà hoạt động dân chủ. Tôi muốn trao đổi trực tiếp với những con người này. Trong chuyến đi thăm Việt Nam gần đây nhất, bà đã tiếp xúc với gia đình của những nhân vật bất đồng chính kiến đang bị chính phủ Hà Nội bắt giữ. Hiện bà vẫn còn giữ liên lạc với những người đó chứ? Yes, absolutely. This is one of the reasons why we're very concerned about the government clamping down on the internet. Because the internet is one of the ways in which we đương nhiên rồi, chính vì vậy tôi rất quan tâm trước việc chính phủ kiểm soát chặt việc sử dụng internet. Vì internet là một trong những phương tiện để chúng tôi giữ liên lạc được với các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam, nên tôi phản đối việc chính phủ kiểm soát người dân sử dụng internet. Bà có thể tiết lộ cho chúng tôi biết những nội dung đã trao đổi với những nhà hoạt động này không? Nếu không có gì trở ngại, thưa bà. They're very happy about the work that we are doing to help with the internet, with keeping the internet open. That's the first thing that they mention. Vâng, việc trước tiên họ cho biết là rất hài lòng với những việc mà chúng tôi đang tiến hành để yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép người dân được tự do sử dụng phương tiện internet. Vấn đề thứ nhì liên quan đến kế hoạch ân xá nhân dịp lễ Quốc khánh ở Việt Nam mùng 2 tháng 9 vừa rồi, thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội gửi đến chính phủ Việt Nam danh sách các nhà hoạt động dân chủ đang bị giam giữ và yêu cầu trả tự do cho những người này. Ngoài ra, gần đây là một số những vấn đề liên quan đến quyền tự do tôn giáo của người dân. Có vẻ như chính phủ Hà Nội đang siết chặt quyền tự do hoạt động tôn giáo. Chúng tôi nhận được email hay điện thoại của những người dân trong nước cho hay về vấn đề đàn áp tôn giáo mới xảy ra gần đây. Một số người bất bình về việc một phần lãnh thổ bị mất vào tay Trung Quốc. Có người bày tỏ với tôi mối lo ngại rằng chính phủ Cộng sản và những người trong bộ máy đó nhượng bộ đất của Tổ quốc cho phía Trung Quốc để đổi lại sẽ nhận được những khoản tiền hàng triệu đô la chuyển vào tài khoản cho họ tại các nhà băng ở Thụy Sĩ. Những người biết thông tin cảm thấy công phẫn trước những sự kiện như vậy, và những việc như thế chỉ có một số người có điều kiện nắm bắt được những thông tin trên Internet mới có thể biết và phổ biến được. Vì chính phủ Việt Nam không bao giờ đưa những thông tin như vậy lên báo chí cho công chúng được biết. Thưa bà, giả sử nếu như có dịp hội kiến với Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước Việt Nam, bà sẽ nói gì với họ? I will. I would ask him why is he so afraid of freedom and democracy. I believe the things that they do stem from fear. Tất nhiên tôi sẽ gặp họ. Tôi sẽ hỏi tại sao các vị ấy lại quá e ngại đối với vấn đề tự do và dân chủ. Tôi tin rằng những hành động như vậy của họ thể hiện một nỗi lo sợ lớn, ví như sợ mất tiền tài, địa vị, quyền lực. Gần đây chính phủ đã áp dụng những hành động sai trái đối với người dân vô tội. Họ đang điều hành bộ máy nhà nước với một mối lo sợ và không thể vận hành đất nước như vậy.
Tôi rất tin tưởng sẽ thấy được sự thay đổi ở Việt Nam trong tương lai. Hy vọng là lúc ấy tôi vẫn còn làm việc ở Quốc hội Hoa Kỳ. Xin cảm ơn nữ dân biểu Loretta Sanchez đã dành cho đài chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt này.